kiếp người thật ngắn ngủi mấy chục năm đi qua thoáng chốc chỉ là cát bụi con người sống với nhau lại thường xuyên tranh giành gánh đua đấu đá trong tình danh lợi mà ngày ngày đêm đêm hao tâm tổn trí cuối cùng liệu có mang theo được những gì người xưa thường nói có lương thực ngàn gánh cũng chỉ ăn ba bữa một ngày có căn nhà lớn 10 tầng cũng chỉ ngủ ở một gian, Bẫu vật trăm xe ngựa trong lòng vẫn có buồn phiền. Quán to lộc hậu cũng chỉ là đi làm hàng ngày. Dính qua phú quý cũng chỉ là thoáng qua như mây khói. Vậy sống trên đời vì sao phải cứ tranh giành? Vậy thì con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc vì điều gì? Kính thưa quý Phật tử và quý thính giả thân mến Trong thế giới ồn ào này Người ta lừa gạt, oán trách nhau, đố kỵ nhau Đều là kết quả của sự tranh giành Công khai tranh giành, âm thầm tranh giành Tranh giành lợi ích lớn, tranh giành lợi ích nhỏ Hôm qua tranh giành, hôm nay cũng tranh giành Rốt cuộc suy cho cùng Tranh giành cũng chỉ để thỏa tâm lý ích kỷ mà thôi khi tấm lòng rộng mở một chút sẽ không còn chỗ cho sự tranh giành tồn tại xem nhẹ được và mất một chút tranh giành sẽ tan biến đi mục tiêu giảm bớt đi một chút tranh giành sẽ không trỗi dậy xem nhẹ tâm danh lợi đi một chút tranh giành sẽ không còn trong cuộc sống có thể có vô số lý do để không tranh giành nhưng chính vì dục vọng đã khiến cho mỗi người trở thành một chú sư tử đói nằm trong bụi cỏ kìm nén không được một khi tranh giành được quyền và tiền trong tay thì hạnh phúc sẽ mất đi tranh giành được thanh danh thì niềm vui cũng sẽ không tồn tại những thứ không thuộc về bản thân mà tranh giành được thì sẽ khiến tâm bất an Nói một cách khác là những thứ con người dắt óc ra để nghĩ cách tranh giành được không phải là hạnh phúc, niềm vui và an tâm. Mà chỉ là phiền não, thống khổ, thù hận và mệt mỏi về thể xác và tinh thần. Vậy không tranh giành chẳng lẽ là điều không tốt? Cho dù chỉ giảm tranh giành xuống một chút, coi nhẹ những thứ mà mình cho là quan trọng đi một chút, mọi người sẽ phát hiện ra rằng nhân tâm của mình thoáng chốc đã trở nên rộng rãi thế giới thoáng chốc sẽ trở nên to lớn hơn cũng bởi vì không quá tranh giành khuôn mặt người ta sẽ tươi cười nhiều hơn nắm tay nhau nhiều hơn nhường nhịn nhau nhiều hơn chân thành nhiều hơn nhiệt tình nhiều hơn và bạn bè sẽ nhiều hơn tình cảm nồng đậm hơn tâm nguyện sâu sắc hơn và tình yêu thương sẽ lớn hơn, thật hơn. Để giảm bớt tranh giành, hãy quan niệm rằng Người nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được rồi. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được rồi. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được rồi. Gia đình giàu có hay là nghèo túng, qua thuận là được rồi. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được rồi. Người vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được rồi. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ngoài chợ cũng được, an tâm là được rồi. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở là được rồi. Trang phục có thương hiệu hay không, có thể mặc là được rồi. Ông chủ không tốt, có thể chịu được là được rồi. Hết thải phiền não, có thể giải được là được rồi cả đời người bình an là được rồi. Không phải có tiền nhiều mới là tốt, tâm tính lương thiện giúp đỡ người khác thì số mệnh có thể thay đổi được tốt. Rất nhiều chuyện nghĩ thoáng qua sẽ tốt, mọi người đều tốt, dạng sự đều tốt, người tốt, mình tốt, thế giới đều tốt. Nói ngắn gọn lại là biết đủ là tốt nhất không tranh giành là cảnh giới cao của nhân sinh. Trong cuộc sống của chúng ta, luôn gặp phải những chuyện không như ý muốn, nhưng không phải chuyện nào cũng đáng để hao tâm tổn sức. Người thông minh thì sẽ biết chuyện nào xứng đáng còn chuyện nào thì không, biết tính toán giữa lợi và hại. Có câu rằng, không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy nên, những người thông minh ác sẽ không tranh giành bốn điều sau đây điều thứ nhất là không tranh giành đúng sai trên thực tế mọi sự vật hiện tượng không có kết quả đúng hay sai một cách tuyệt đối một người quan tâm đúng sai một cách mù quáng sẽ dễ bị lạc lối bất luận kết quả sẽ như thế nào nhưng sẽ thật vô nghĩa khi bạn tranh giành chiến đấu với chính những người thân thiết cuộc sống là của chính bạn nên không cần thiết phải tranh giành hay là so sánh với bất kỳ ai đừng sống cuộc sống của bạn theo con mắt của người khác mỗi người nên hành động theo lý trí và cố gắng sống hết mình trong cuộc sống mỗi người đều có thái độ và quan điểm khác nhau về một sự vật hiện tượng vậy nên người khôn ngoan sẽ không bao giờ tranh đấu đúng sai bởi họ hiểu trong quá trình đó không may sẽ đánh mất chính mình nên dù có thắng cũng không vui sự trưởng thành thực sự của một người là trở nên tốt hơn so với quá khứ của chính họ lựa chọn cuộc sống đơn giản và hạnh phúc một người khôn ngoan sẽ không lãng phí thời gian cho những người hay những việc không xứng đáng đặc biệt là tranh cãi đúng sai thứ hai là không tranh giành thể diện đánh mất giá trị bản thân để tranh giành một chút thể diện thực chất là cái mất lớn nhất trong cuộc đời mỗi người dù người vì thể diện mà hạ thấp bản thân điều đó thật vô nghĩa bởi cuộc sống không chỉ có thể diện mà còn vô số những giá trị cao quý khác vì hai chữ thể diện nhiều người chấp nhận sống một cách miễn cưỡng cầu hòa thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt tính sĩ diện càng cao thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều vậy nên thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình bạn có thể tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực của bản thân thứ ba là không tranh giành cái lời trước mắt. Tranh chính là không tranh, không tranh chính là tranh. Trên con đường đời, không ngại bước chậm, chỉ sợ bước đi của bạn không thực tế. Bước chậm mà bước chắc mới có thể càng đi xa. Cuộc sống là một quá trình. Hạnh phúc do chính bàn tay mình tạo ra. Những gì bạn tranh giành chưa chắc thuộc về bạn, mà còn làm ảnh hưởng đến lợi ích của người khác kẻ mạnh thực sự là biết nhìn xa trong rộng không vì lợi ích trước mắt mà tránh quá tránh lại muốn có thể tiến xa hơn chúng ta cần phải gạt bỏ tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lõi thời gian sẽ cho mỗi người biết câu trả lời ai là người thông minh bạn không nên quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không có giá trị người khôn ngoan sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng thứ tư là không tranh giành tình yêu tình yêu đẹp không phải tranh đoạt mà có bạn cũng không cần phải gắng sức chỉ cần bày tỏ một cách chân thật ắt sẽ có kết quả tốt dưa ép quá thì không ngọt trái tim cố níu kéo sẽ không chân thành tình yêu phải thuận theo tự nhiên đôi bên mới hạnh phúc trong tình yêu không phải bạn tốt cho người khác người khác sẽ báo đáp lại sự yêu thương của bạn không phải bạn gửi gắm tâm tư tình cảm của mình cho người ta người ta sẽ đáp lại bằng mối chân tình tình yêu là sự tương hỗ không phải chỉ là sự cảm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên mà là cả một quá trình thu hút lẫn nhau nếu là của bạn, không cần đoạt vẫn sẽ thuộc về bạn. Nếu như không phải, cố chấp cũng chẳng được. Vậy nên, người khôn ngoan không tranh đấu một cách mù quáng để chiếm lấy tình cảm. Sau đây là bảy lời Phật dạy về việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn. Phúc báo của một người chính là quả báo tốt đẹp đến với người đó có nguyên nhân xuất phát từ một hành vi lương thiện trong quá khứ nhưng trong cuộc sống này có rất nhiều việc mà chúng ta vô ý làm sẽ không những không thích được phúc báo mà còn khiến cho phúc báo bị hao tổn mất dưới đây là bảy việc làm khiến cho phúc báo bị hao tổn nhanh nhất mà một vị hòa thượng khuyên bảo thứ nhất là thường xuyên sát sinh Sát sinh là hành vi đứng đầu trong những hành vi làm hao tổn phúc báo nhanh nhất. Trong cuộc sống hàng ngày, sát sinh là việc khó đoạn tuyệt được. Nhưng nếu không nhất định phải sát sinh thì chúng ta hãy hạn chế sát sinh. Bởi vì, sát sinh chính là cách làm hao tổn dần phúc báo của bản thân. Đến khi đã hưởng hết phúc báo từ đời trước thì chúng ta sẽ phải chịu nghiệp báo của sát sinh gây ra thứ hai, tức giận, oán giận, cáu kỉnh. Đại sư Ấn Quang khuyên bảo rằng, Người phụ nữ không hay tức giận thì con cháu sống thọ hơn. Phụ nữ thường xuyên tức giận cáu kỉnh, sinh con sẽ khó nuôi. Phát giận là điều cứu không được. Tức giận chính là lỗ thiêu rừng công đức. Chỉ một cơn lửa giận có thể thiêu cháy hết cả phúc đức. Người xưa thường khuyên rằng oán giận một lần đối với một người bình thường sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong một trăm kiếp. Oán giận một lần đối với cha mẹ, người lớn tuổi, người đại đức sẽ làm tiêu tan phúc đức tích lũy trong một ngàn kiếp. Oán giận cha mẹ, hậu quả rõ ràng nhất là phúc mỏng mệnh nông. Thứ ba, xung đột với cha mẹ, người bề trinh chống đối mâu thuẫn với cha mẹ, làm việc đứng đầu trong những việc làm tổn phúc hài lộc. Vô luận là cầu cái gì cũng đều không đạt được. Ngàn dạng lần cầu cũng ổn công, bởi vì ít phúc không có mà tổn phúc là nhanh. Sự việc nhân duyên làm việc đều không thuận. Nếu như công việc không thuận lợi, cảm tình thống khổ lập tức nên hiếu thuần với cha mẹ cha mẹ vui mừng thì hết hại thiên nhân quỷ thần đều sẽ đến bảo hộ người không chống đối không có mâu thuẫn với cha mẹ thì công việc sẽ thuận lợi có nhân duyên tốt đẹp nếu như từ nhỏ đã không có mâu thuẫn gì với cha mẹ thì cho dù xuất thân trong gia đình nghèo khó sau này lớn lên cũng có thể trở thành người có sự nghiệp Người dùng tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, tương lai tất sẽ giàu có, khá giả. Hiếu thuận nhưng không dùng vật phẩm tiền tài nuôi dưỡng cha mẹ, thì cho dù làm đại quan cũng sẽ thiếu hụt tài phú. Nói xấu, xuyên tạc, bậc thánh hiền, đại đức, một câu làm tổn hại một trăm thiện, làm hỏng hết quyết mạch phúc báo của gia đình. Thứ tư, oán trời trách người bàn lộng thị phi, ghen ghét người khác. Những điều này làm tổn hại đức khí và hòa khí của trời đất, tài vận sẽ bị quỷ diệt. Nếu như không có cụ cải của tổ tiên che chở, thì nhất định sẽ bần cùng, làm việc không thuận Oán trời trách người một lần, sẽ làm tiêu tan ba thiền. Đại sư Ấn Quang nói, Người gặp nghịch cảnh mà không quán trời trách người thì nhất định sẽ có hậu phúc và con cháu thịnh vượng ghen ghét chăm chọc nói xấu người khác cái gì thì tương lai cũng sẽ phải chịu y như thế thứ năm là thường hay nói láo sự qua thuận giữa người với người ăn ở phải có đạo coi trọng sự chân thành lẫn nhau kiên kỵ hư tình giả ý tức là đạo đức giả bất luận là người nhà ruột thịt thân thích hay mối quan hệ bạn bè giữa cấp trên chỉ cần bạn thường ngày dùng ngôn ngữ chân thật thành tâm đối xử tự tế nhất định sẽ đạt được tín nhiệm của người khác ngược lại thường xuyên bịa đặt những chuyện giả tạo dù chỉ một chút hoặc là đã dưỡng thành thuyết hoang tâm bất khoảng tức là nói dối mà trong tâm không chút sợ so hãi dần dần thành phản xạ có điều kiện mà thuận miệng nói láo với bất kỳ ai có khi chỉ vì một câu nói dối tùy tiện mà phải trả giá vô cùng thê thảm thứ sáu là khoe khoang hoa trương bản thân khoe khoang bản thân ở đâu cũng đề cao mình cũng tự mãn sẽ khiến quỷ thần ghen ghét mà phá bỏ cho nên khoe khoang cái gì thì tương lai sẽ bị mất đi thứ đó. Thứ bảy là nói điều xấu, điều không đúng về người khác. Nói những điều xấu về người khác là làm tổn thương đến quà khí giữa trời và đất mà chưa mời tai quả mà quỷ thần giáng xuống. Hơn nữa dùng một chút những lời nói đồn đại không đúng sự thật để khoa trương bản thân, khiến cho người bị nói sẽ tức giận khó chịu thì sao có thể sống bình an đây? Trời đất đã sinh ra dược thảo, khiến dàn vật thoải mái, cũng sinh ra độc thảo, đầu độc dàn vật. Trời đất dưỡng dục người lương thiện, quân tử cũng dưỡng dục tiểu nhân. Mặt trăng, mặt trời chưa bao giờ chỉ soi sáng cho người lương thiện mà không soi sáng cho người ác. Nước biển chưa bao giờ chỉ thu nạp dòng nước tinh khiết cự tuyệt dòng nước ô nhiễm. Cho dù chúng ta có bao nhiêu sai lầm khuyết điểm, thì trời đất, mặt trăng, mặt trời cũng chưa bao giờ yêu cầu chúng ta điều gì. Cho nên, chúng ta cũng không thể yêu cầu người khác xa lánh người thương tổn đến mình, mà cho đó là tiểu nhân ác nhân. Hãy mở rộng lòng mình mà bao dung hết thảy, chúng ta sẽ được nhiều hơn người xưa có câu Thái Sơn bất từ thổ nhưỡng Hà Hải bất trạch thế lưu là có ý khuyên rằng làm người phải tiếp nhận được hết thảy mọi người kể cả người không cùng suy nghĩ quan niệm và hành vi thì mới có thể thành tựu chính bản thân mình trong cuộc sống đố kỵ là chuyện thường tình ai cũng hiểu ganh ghét hơn thua cái bệnh ái thủ như một đặc tính cố hữu, có chủng tử sắp sẵn trong tâm con người. Khi cái hạnh phúc người khác có được mà mình không có, thì đó cũng là một nguyên nhân của đố kỵ, dù biết rằng thật là vô cớ. Ta có thể hình dung như đứa bé tức tối dành sữa mẹ, hay sự âu yếm của mẹ dành cho đứa trẻ khác. Nhưng lòng đố kỵ là không tốt cho mỗi con người chúng ta. Ta nên bỏ tâm đố kỵ để bớt phiền não, sống an lành hơn. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có câu hát Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chỉ vì ông ấy nhận ra chữ đủ và thầm nghĩ cảnh ta bà quá đổ vô thường nên để gió cuốn đi. Vậy thì hãy sống hỷ xả đi, thông dông đi, dẹp tan lòng đố kỵ căm ghét hơn thua cười thật tươi vì mừng cho ai ai cũng may mắn để thoát khỏi cảnh quân đệ tương tàn tình thân mất mát đồng tâm hiệp lực xây dựng mái nhà chung sau đây mời quý phật tử và quý thính giả cùng nghe lời khuyên sâu sắc của phật về tấm đố kỵ bài học có tên sống đừng ghen ăn tức ở nếu ta cứ mãi gieo tâm đố kỵ thì cả đời khổ đau. Tùy hỷ là thuốc giải của đố kỵ. Xin chúc mừng bạn, bạn thật tuyệt vời, giỏi giang. Tôi cảm thấy vinh dự khi được quen bạn. Đó là câu bạn nên nói thầm nên nhắc nhủ chính mình khi bạn thấy người khác gặt hái thành công. Tuy nhiên, bạn cũng đừng biến nó thành câu chót lưỡi đầu môi. Miệng thì nói như thế, nhưng lòng đắng như ngậm bồ hòn. Bạn cứ tự hỏi tại sao việc tốt cứ đến những người khác không mà lại lánh xa mình. Có thể lòng đố kỵ đó len lỏi dấy lên trong lòng, nhưng đó cũng là dấu hiệu cho thấy lòng đố kỵ ghen ghét đang manh nha trong bạn. Thực ra con người rất dễ sinh lòng đố kỵ. Có thể nói nó đến bất chợt và có mặt mọi lúc mọi nơi, chẳng qua là do mình chưa thực sự nhìn thấu bản chất của nó. Các bậc thánh mới giữ được lòng mình bình thản. Con người thường không ít thì nhiều, bất kỳ lúc nào cũng thấy gì chua chát trong lòng khi thấy người khác thành công. Tâm lý đố kỵ, ghen tức được xếp vào loại phiền não ngấm ngầm khó trị có người hiểu rất rõ rằng có thể suốt đời cũng không thể gặt hái được thành quả tốt đẹp như họ nhưng cũng có người không chịu chấp nhận nó nó có gì là ghê gớm lắm đâu chẳng qua nó gặp may có quan hệ tốt từ nhỏ nó đã được bố mẹ toàn tâm toàn lực bồi dưỡng xây đắp những gì mình chưa thể hoặc không thể có được thì luôn luôn cảm thấy bất an không cam tâm chút nào đấy chính là đố kỵ. Có người thấy người khác thăng quan tiến chức cũng ghen ghét, cho là người đó nhờ nịnh nọt nên được như thế. Trong thực tế cuộc sống, không nhất định thăng quan tiến chức đều nhờ nịnh bợ. Bạn thử nghĩ kỹ đi xem, tại sao họ nịnh hót thành công, còn bạn thì không? Tại sao người ta có gia cảnh tốt đẹp Tại sao người khác được nhiều người yêu quý ủng hộ, còn bạn thì không? Có người từng kể với tôi về việc cấp trên của vị đó hỏi về một đồng nghiệp thế nào. Vị này nghĩ bụng, chắc ông chủ đang cố ý đề bạc, nên dù rất muốn trả lời, anh ấy là người ưu tú, không những tận tâm, tận trách trong công việc mà còn rất tốt với bạn bè đồng nghiệp. Tuy nhiên vị này cho rằng nếu mình nói thật như thế e rằng ông chủ sẽ chỉ chú ý đến người kia và sẽ quên hẳn mình đi thế là đành nói xét về mặt biểu hiện anh ấy là người tốt nhưng theo nhận xét của một số đồng nghiệp khác thì ngược lại mặc dù vậy theo nhận xét của cá nhân tôi anh ấy là người tốt có điều nhiều lúc anh ấy ghen tức giúp tôi tôi nhận thấy anh ấy có điều gì đó thiếu sót vì cách sống và ứng xử với bạn bè đồng nghiệp cuối cùng ông chủ vẫn quyết định cho người kia thăng chức chứ không phải chị này thật ra ông chủ chỉ muốn thử lòng vị này xem có đủ tiêu chuẩn để giữ trọng trách hay không nên mới hỏi vậy nếu lúc đó vị này lòng dạ quảng đại biết cách phát hiện ưu điểm và khen ngợi người khác thì người thăng chức có lẽ không phải là người kia mà chính là vị này. Nhưng qua cách trả lời cho thấy, vị này lòng già hẹp hòi, không đủ tư cách giữ trọng trách. Từ đó chúng ta thấy lòng đố kỵ ghen tức đã đánh mất cơ hội cho vị này. Khi bạn thấy lòng đố kỵ trong mình nổi dậy, bạn cần đề cao cảnh giác, lập tức nghĩ đến hạnh tùy hỷ, người khác được điều tốt, cũng như mình có được để quá giải lòng đố kỵ ghen ghét chúng ta hãy học cách tán dương khen ngợi người khác thấy người khác thành công mình vui như chính mình đang thành công trường hợp có người cho rằng khen ngợi tán dương khi thấy người khác thành công phải chăng là việc giúp họ thêm cơ hội thành công tục ngữ có câu đã giúp thì giúp đến cùng nếu bạn tự thấy bản thân không thể làm được, nhưng có người làm tốt thì bạn nên giúp đỡ, ủng hộ hết mình. Làm thế có nghĩa là bạn đang tích phúc, bạn giúp mình quá giải đố kỵ, ghen ghét và làm người khác vui mừng. Trong thi đấu cũng thế, khi bản thân mình không giành được quy chương nào, nhưng các bạn trong đội giành được thì bạn cũng được thơm lây nếu bạn có thái độ đối nhân sự thế theo tinh thần này biết cách khen ngợi những ưu điểm để tìm cách học tập ưu điểm đó của người khác chắc chắn bạn sẽ tiến bộ không ngừng và tâm lý đố kỵ ghen tức cũng sẽ không còn trong bạn nữa làm thế nào để diệt trừ lòng đố kỵ có người khi thấy người khác thành công vinh dự tốt đẹp thường khen ngợi tán dương nhưng trong lòng lại không phục. Có người lại nghĩ bụng, người kia chẳng có tài cán gì. Đấy chính là biểu hiện của lòng đố kỵ đang giấy khởi. Đố kỵ ghen ghét là tâm lý phổ biến của con người, thậm chí là người tu hành cũng không tránh được lòng đố kỵ. Chỉ khác ở điểm là mức độ đố kỵ ghen ghét ít hay nhiều, lớn hay nhỏ mà thôi. Đố kỵ khiến người ta mê mờ nghi hoặc đánh mất cơ hội nhìn lại bản thân đồng thời còn là vật cản lớn trên con đường thành công của mỗi con người tâm lý đố kỵ gần giống như sự ích kỷ hẹp hòi vì chúng đều có đặc điểm chung là nếu mình không có được thì người khác cũng không thể có thí dụ chàng trai theo đuổi một cô gái xinh đẹp nhưng cô gái đã có người yêu nên chàng trai kia theo đuổi trong vô vọng vì không có được tình cảm của cô gái, người kia liền nghĩ đến việc phá hoại hạnh phúc của đôi này. Sở dĩ người ta làm như vậy, làm gì lòng đố kỵ ghen ghét trong lòng anh ta quá lớn. Một thí dụ nữa, mình vốn vui vẻ làm việc, nhưng do lòng đố kỵ khởi lên, luôn nghĩ đến đối tượng mà mình ghen tức. Từ đó hàng loạt tội chứng và những từ ngữ trách móc nung nấu trong lòng khiến mình cảm thấy bất an, không thể làm việc tập trung, cứ như thế dần dần sẽ trở thành sự oán hận. Xét từ quan điểm Phật pháp, đố kỵ là một trong những món phiền não nặng nề có liên quan mật thiết đến tâm sân hận. Tam độc mà Phật giáo thường nhắc đến chỉ có lòng tham lam, sân hận và ngu si. Nhưng cũng có một số kinh luận khác lại cho rằng tam độc gồm tham dục tật đố tức ghen ghét đố kỵ trong phật giáo thượng đế gọi là tật đố và tà kiến theo quan điểm này tật đố ghen ghét đố kỵ được xếp vào một trong ba độc lớn nhất của con người tật đố là biểu hiện của sân hận vì thế tật đố chính là mặt khác của sân hận chúng có cùng tính chất thiện chung và điều hại người hại mình theo quan điểm này tật đố ghen ghét đố kỵ được xếp vào một trong ba độc lớn nhất của con người tật đố là biểu hiện của sân hận vì thế tật đố chính là mặt khác của sân hận chúng có cùng tính bất thiện chung là đều hại người hại mình vậy làm thế nào để quá giải lòng đố kỵ ghen ghét có hai con đường quá giải lòng đố kỵ một là không nên đố kỵ ghen ghét người khác, hay là không được làm bản thân thành đối tượng đố kỵ ghen ghét của người khác. Phương pháp quá giải đố kỵ hữu hiệu nhất là thực hiện hạnh nguyện thứ năm trong 10 nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền là tùy hỷ công đức. Công đức có được nhiều sự tán thán vui vẻ như chính bản thân mình có được khi thấy người khác thành công thêm một ý nghĩa của tùy hỷ công đức nữa là khi bạn thành công, bạn phải hồi hướng chia đều hạnh phúc thành công đến tất cả mọi người, không nghĩ đó là thành công riêng của bản thân. Có lần trong lễ tuyên dương trao giải thưởng ái tâm tình thương cho 10 gương mặt tiêu biểu về sự nghiệp từ thiện xã hội, trong đó có tôi. Tôi đã thay mặt những người còn lại phát biểu cảm tưởng như ý rằng Tôi được tuyên dương và những giải thưởng ái tâm không có nghĩa là trong xã hội chỉ có 10 người có tình thương, 10 người làm từ thiện mà chúng tôi chỉ là những người đại diện cho tất cả những người làm sự nghiệp từ thiện trong xã hội. Hơn nữa, chúng tôi chỉ là người may mắn được người khác đề cử nhận giải mà thôi. Thực ra, còn có nhiều người âm thầm cống hiến họ chỉ đại và đáng được biểu dương hơn chúng tôi nhiều. giả lại đây là giải thưởng không dành riêng cho mọi cá nhân tôi mà là giải thưởng chung cho sự cống hiến, nỗ lực của tính chúng bồ tát và nghĩa công bồ tát trong hội pháp cổ sơn. vì thế khi thấy tôi nhận thưởng này, mọi người không khởi tâm đố kỵ vì đây là sự nghiệp chung của mọi người chứ chẳng phải của cá nhân tôi giải thưởng này có ý nghĩa khích lệ động viên tất cả mọi người hãy làm điều thiện cống hiến sức mình cho xã hội khi làm được một việc gì đó thành công chúng ta không nên có tâm lý kiêu căng thấy mình vĩ đại vì một khi bạn khởi tâm nghĩ rằng đây là điều vinh dự đáng được tự hào thì sẽ gây tâm lý đố kỵ ghen ghét của người khác bạn làm việc dưới sự khiêm tốn lễ độ sẽ giúp người khác không khởi tâm đố kỵ với bạn nên gieo ân không nên kết oán tâm oán hận đố kỵ đều liên quan mật thiết đến tâm sân hận tuy nhiên giữa chúng vẫn có nhiều điều khác biệt đố kỵ là tâm lý ghen tức không thích người khác có được những gì mà mình nghĩ cái đó đáng lẽ phải là của mình nói chung đố kỵ là không thích người khác có điều tốt thí dụ khi bạn thấy người khác có xa hơi có nhà đẹp trong khi mình không có bạn sẽ ghen ăn tức ở đấm bị thóc chọc bị gạo để thỏa lòng ghen tức còn oán hận là cảm giác bất công vì những gì mình nhận được quá bọt bèo so với những gì mình đã bỏ ra thí dụ khi bạn thấy người khác dùng tiền có để đẻ ra tiền họ kiếm tiền rất dễ rất nhiều trong một thời gian rất ngắn. Trong khi đó, bạn phải vất vả khó nhọc mới kiếm được một ít tiền. Đây là điều mà hầu hết mọi người đều cảm thấy bất công, cảm thấy bị ấm ức. Tâm lý oán hận mất nguồn từ những suy nghĩ như thế. Oán hận là hiện tượng mất thăng bằng tâm lý, cho rằng một đối tượng, một sự việc, thậm chí các cuộc đời này đã không đối xử công bằng với mình. Có người quán trách ông trời đã bất công với mình rằng rõ ràng mình làm việc thiện sao lại chỉ mỗi mình chịu khổ? Tại sao toàn những chuyện bất hạnh xảy ra với mình mà không xảy ra với người khác? Tại sao người tốt không được quả báo tốt? Ngược lại, Người xấu lại toàn gặt hái kết quả tốt này đến quả đẹp khác. Những người có tư tưởng như thế thường nghĩ rằng Chế độ nhà nước, môi trường, xã hội, bạn bè thân thuộc đều trở mặt với mình. Và dường như trăm dạng điều sai trái đều do người khác gây ra, còn bản thân họ luôn là số một. Tâm lý mất thân bằng này là cội nguồn của sự oán hận, là nguồn gốc của bất hạnh và đau khổ cho người đó. Tình thân như ruột thịt, máu chảy ruột mềm là những câu nói thể hiện tình cảm thân thiết, máu mủ trong quan hệ gia đình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, do nhiều mối quan hệ lợi ích đang xen nên không ít gia đình xảy ra mâu thuẫn xung đột. Những lúc như thế, nếu không biết cách hòa giải thì mâu thuẫn xung đột sẽ ngày càng lớn. Có lúc chuyện xích mích mâu thuẫn với người ngoài còn ít hơn là người thân trong gia đình. Thí dụ, những người làm mẹ thường đối đãi công bằng với các con của mình, nhưng chỉ cần thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút dành cho đứa này, thì đứa kia sẽ cảm thấy bất công, cảm thấy mẹ chưa chăm sóc công bằng và chú đáo, từ đó hình thành ý nghĩ bố mẹ bất công. Ở đâu tâm lý bất công xuất hiện, thì khi đó sẽ có sự oán hận. Tục ngữ có câu, không phải quan gia không chung nhà có người còn gọi vợ hoặc chồng mình là tiểu quan gia điều đó có nghĩa là giữa tình yêu và hận thù có mối duyên gắn bó với nhau ranh giới giữa chúng mơ hồ khó phân biệt giữa người đã cùng chung sống với mình thì hoặc là người thân hoặc là quan gia nó là chuỗi ân quán trả mãi không dứt khó phân định rạch ròi nhưng nói chung thì kết quán chiếm tỷ lệ cao hơn so với kết ân vì thế kiếp sau lại tiếp tục làm người thân kẻ quán của nhau mãi phương tây có câu ngạn ngữ khi bản thân quán hận ai thì lúc đó bạn sẽ là nô lệ của người đó giao tiếp ứng xử giữa người với người chỉ nên kết ân không nên kết quán một gia đình một đoàn thể một xã hội nếu biết kết ân thay cho kết quán, thì mọi người sẽ được chung sống trong quà bình hạnh phúc. Nếu không, thời gian bạn nghĩ đến kẻ thù nhiều hơn nghĩ về chính bạn, thì sẽ biến cuộc sống thành bãi chiến trường địa ngục. Vì thế, khi bạn tiếp xúc với bất kỳ người nào, bạn cũng đừng quên tấm lòng bao dung, đừng bao giờ nghĩ đến thù địch. Xóa trừ quán hận bằng lòng cảm ơn. Con người thường chỉ nhớ quán mà hãy quên ân. Vì thế, đã lấy câu làm ơn mắc quán hay cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán để nhắc nhở bản thân khi thi ân. Đây quả là một nhận định, một quan niệm vô cùng sai lầm. Khi người khác đối xử tốt với bạn, với lòng tham lam của mình, bạn luôn luôn mong muốn người kia sẽ đối xử tốt hơn nữa ngược lại khi bạn đi tìm người khác bạn có cảm giác người ta cho ân ích rồi quán trách người ta hẹp hòi nếu nghĩ thế chứng tỏ bạn là người dông ân chỉ luôn mong người khác thi ân người có suy nghĩ như thế luôn cho rằng việc người khác thi ân giúp đỡ mình toàn là việc nên làm bố mẹ anh chị em tốt với bạn là điều hiển nhiên thậm chí còn cho rằng mình đã giúp người khác vui khi mình trở thành đối tượng cho họ quan tâm giúp đỡ. Một khi quen với cách nghĩ đó, bạn sẽ thấy oán hận người khác nếu họ không quan tâm đến bạn. Người giông ân thường oán hận tất cả mọi người, mọi việc. Ngày trời nắng thì họ trách sao trời nóng quá vậy, muốn thiêu chết con người hay sao mà không chịu mưa. Khi trời mưa lại trách trời sao mưa mãi, mưa hoài không chịu tạnh cho ấm áp. Nếu thời tiết bốn mùa ấm áp tươi đẹp như mùa xuân, cũng trách. Trời chì mà mùa nào như mùa nấy, chẳng phân biệt xuân hạ thu đông gì cả. Với họ, từ môi trường tự nhiên đến con người, chẳng có gì để họ phải cảm ơn cả. Họ luôn sống trong quán trách hận thù, kẻ dông ân phụ nghĩa, mãi mãi không bao giờ thấy đủ chỉ biết ôm lòng quán trách người khác chính vì thế chúng ta cần chế ngự tâm quán hận một khi thấy mình quán hận hãy nghĩ cách quá giải như thế mới tránh ảnh hưởng xấu cho mình cách quá giải hận thù tốt nhất là hãy nuôi dưỡng lòng trí ân đối với mọi người mọi việc con người không thể sống tách rời khỏi quần thể xã hội muôn sự muôn vật đều là ân nhân của chúng ta chúng ta ăn uống ngủ nghỉ thở đi lại đều mang ơn con người và sự vật vì thế hãy học cách cảm ơn khi bạn biết ơn cả cỏ cây qua lá trời đất vạn vật thì làm gì có quán hận thì quán hận sẽ không hiện hữu trong bạn nữa bạn thấy thỏa mãn hạnh phúc hay không không liên quan đến việc bạn sở hữu được bao nhiêu của cải vật chất hay sự quan tâm của người khác. Mà then chốt là tâm lý bạn như thế nào và bạn tiếp cận sự nghiệp dưới góc độ nào. Tâm sinh thì muốn nghiệp sinh. Tâm nghiệp thì muốn vật cũng nghiệp theo. Mọi sự vật trong đời đều do tâm mình làm chủ. Nếu bạn nuôi dưỡng lòng trí ân, biết đủ thì cuộc đời bạn cũng tự nhiên dạng toàn. Dù bạn không còn sở hữu bất kỳ một điều gì nhưng chỉ cần bạn thấy hài lòng, mãn nguyện khi ăn một miếng cơm, uống một ngụm nước, hít thở không khí, bạn đều biết cảm ơn và nói lời tri ân thì nhất định bạn sẽ sống từng ngày trong hạnh phúc. Học tập từ bi và bao dung Làm thế nào để chung sống với người mình không thích? Người Trung Quốc thường dùng từ nhân duyên, người Nhật dùng từ nhân khí, để nói về mối quan hệ giữa người với người. Thí dụ, có một diễn viên truy nhập giai diễn không xuất sắc lắm, nhưng do người đó có điều gì đó khác người, thì điểm khác người đó trở nên thu hút người xem. Ngược lại, một diễn viên không được mọi người quan nghênh, nhưng nhập giai xuất sắc, diễn cảm xúc hay, vẫn sẽ được nhiều người mến mộ tài năng. Đó chính là hai cách làm quen với người khác của hai kiểu người vừa nêu. Cuối cùng, họ đều được lòng người. Tôi thường thuyết giảng ở nhiều nơi hoặc viết sách cũng là cách làm quen với mọi người. Vì thế khi đi đường có người chào tôi và hỏi, xin hỏi thầy có phải là quà thượng thánh nghi? Tôi có đọc sách của thầy. Tuy tôi không được trực tiếp nói chuyện với họ, nhưng họ đọc sách hoặc xem các chương trình diễn giảng Phật Pháp của tôi qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng được xem là đã gián tiếp nói chuyện với tôi như thế cũng có thể xem là tôi đã kết duyên cùng mọi người theo quan điểm phật giáo gặp gỡ trực tiếp hay gián tiếp như thế đều được gọi là duyên nếu chúng ta kết duyên lành người khác sẽ chủ động gần gũi bạn thích được làm quen với bạn nếu là duyên chẳng lành thì họ sẽ ghét bạn không muốn hợp tác với bạn Mọi người có duyên chung sống gần gũi nhau trong một môi trường nhất định sẽ cảm thấy gần gũi, thân thiện và quý mến nhau. Với người thiếu duyên, chỉ cần nhìn thấy hình dáng người kia thôi đã thấy đáng ghét. Bất kỳ hành vi, cử chỉ nào của họ đều là cái đinh trong mắt của bạn. Bạn không thích, thậm chí cả đến kiểu tóc hay dáng đi của người đó, bạn đều cảm thấy khó chịu. Thực ra vấn đề không nằm ở bản thân đối phương vì yêu hay ghét, nằm ở cảm giác chủ quan của bạn. Có những quan niệm về yêu ghét hình thành trong bạn từ hồi bạn còn nhỏ. Có khi là những ký ức xấu đồng lại trong bạn, khiến bạn có kinh nghiệm về cách nhìn nhận những người có ngoại hình tương tự với người mà bạn ghét. Thế là bạn ghét luôn người mới quen kia. Thí dụ, khi bạn nhìn thấy người có khuôn mặt hình tam giác theo kinh nghiệm có trước bạn thấy đầu rắn độc cũng có hình tam giác thế là bạn ghét luôn người có mặt hình tam giác khi bạn nhìn người có khuôn mặt gầy gò da dày bạn liên tưởng đến mặt ngựa bạn cảm thấy người đó xấu xí khó nhìn khó ưa khi bạn thấy người có khuôn mặt tròn bạn liên tưởng đến chiếc bánh đa bạn thấy họ thô lỗ, thiếu lịch sự, dân dân. Bất luận, bạn nhìn khuôn mặt nào cũng không thích, cũng có điểm để bạn phê bình và có lý do để ghét. Ngược lại, khi bạn tiếp xúc với người nào đó, có khuôn mặt giống như người mà bạn từng quen, và họ cũng từng mang lại niềm vui cho bạn, bạn sẽ cảm thấy mến họ. Khi bạn tự nhiên cảm thấy không thích một người nào đó, rất có thể do kiếp trước bạn đã không kết duyên với họ hoặc là do bạn kết duyên không tốt cũng có thể do ngay trong kiếp này bạn không thích kết duyên với những người như thế có điều bạn cần lưu ý là tất cả những người mà bạn thiếu thiện cảm không nhất định họ sẽ mang lại bất lợi cho bạn tất cả đều do ý kiến chủ quan của bạn chi phối khiến bạn không thích tiếp xúc với họ trường hợp cả hai bên đều không thích nhau rất có thể hai bên sẽ trở thành đối địch khi chúng ta gặp người mà mình không thích bạn nên nghĩ rằng chắc kiếp trước mình không kết duyên lành với họ nên đời này họ đến làm phiền bạn chỉnh lưng bạn làm bạn khó chịu bạn phải cảm ơn họ vì họ đã cho bạn cơ hội để rèn luyện bản thân tạo không gian cho bạn trưởng thành thậm chí khi bạn đối xử tốt với đối phương nhưng họ vẫn không chấp nhận thì bạn hãy nghĩ kiếp này không thuận lòng nhau nhất định là do không gieo duyên từ kiếp trước. Nếu cứ tiếp tục thì kiếp sau sẽ ghét nhau mãi. Vì thế, trước hết bạn phải là một người bạn tốt của họ trước. Nếu bạn có ý nghĩ như thế thì dù gặp phải người mình không thích cũng cảm thấy họ đều là những vị Bồ Tát đến tác thành cho bạn vì thế khi người khác đối xử không tốt với mình bạn cũng phải đối xử thật tốt với họ nếu bị người khác làm tổn thương bạn vẫn cần yêu thương họ nếu người khác khi dễ bạn bạn phải tha thứ cho họ đấy gọi là rộng kết duyên lành bạn cứ tiếp tục như thế người khác sẽ thay đổi thái độ thay đổi cách nhìn về bạn theo hướng tốt dần lên có thể cả đời này bạn cho đi. Nhưng vẫn chưa có quả báo tốt, vẫn không có được thiện cảm của mọi người. Bạn vẫn phải tiếp tục kết duyên lành với họ. Đây được gọi là kết duyên lành cho kiếp sau. Cây cỏ, côn trùng còn có tình cảm huống chi là con người. Chỉ cần bạn có ý tốt thì mọi người cũng sẽ thay đổi cách nhìn xấu về bạn. Kiếp này chưa được thì bạn cứ dung trồng duyên lành cho kiếp sau vì thế chỉ cần bạn có niềm tin vào việc gieo duyên lành thì việc bạn sống với người mình không thích sẽ không còn là cực hình với bạn nữa chuyển quá phiền não con người hiện đại sống trong những ngôi nhà ngăn cách nhau bằng bê tông cốt thép càng xây bao nhiêu sự ngăn cách giữa các ngôi nhà càng kiên cố bấy nhiêu bức tường ngăn cách lòng người cũng thế càng ngày càng cao lên theo lòng tham lam ích kỷ của mình bức tường ngăn cách trong lòng người được xây dựng bằng chất liệu lấy mình làm trung tâm của vũ trụ cho nên từ đó mọi người không còn thẳng thắn nhìn vào lòng nhau được nữa thực ra đây không phải là đặc điểm của con người hiện đại vì nó là tâm lý phổ biến nên đời nào cũng vậy chẳng qua thời xưa con người không đủ điều kiện để thực hiện thời kỳ đức trị đến đỉnh cao. Trong xã hội thời xưa, kể về người đi đường không nhặt của rơi. Chỉ được nghe kể trong sự sách. Thời con người thương yêu đối đãi nhau bằng lòng chân thành cũng rất hiếm. Có chăng cũng chỉ là qua sách vở ghi chép vào thời loạn lạc. Con người lại càng phong tỏa lòng mình để tránh người khác xâm hại. Vì thế nhân gian có câu, không nên có lòng hại người càng không thể thiếu lòng đề phòng hại người nhưng rốt cuộc là chúng ta cần phòng ngừa điều gì nếu phòng ngừa giặc cướp thế thì giặc từ đâu mà có ai là giặc giặc chính là người sẽ làm tổn thương bạn khiến bạn bị tổn thất tiền của và nếu ai làm những điều như thế là giặc thì rất có thể sẽ có ngay trong nhà bạn ngay cả người thân thích ruột thịt cũng có thể là giặc như thế chắc chắn bạn không thể phòng ngừa được khi bạn càng phòng ngừa thì tình cảm giữa bạn với mọi người càng ngăn cách đó chính là điều kiện để giặc khởi lên sở dĩ mình xem người khác là giặc chính là để đề cao cảnh giác cho bản thân bạn không những sợ những người khác làm hại bạn mà cơ hội giúp đỡ người khác của bạn cũng giảm bớt Đấy là thái độ thể hiện lòng ích kỷ hẹp hòi, cũng là nguồn gốc của phiền não. Vì thế, bạn cần xóa bỏ bức tường ngăn cách trong lòng bạn, tiêu diệt giặt ngay trong lòng để mọi người chung sống hòa thuận, chân thành với nhau. Diệt trừ phiền não trong bản thân là tiền đề của mọi sự tốt đẹp. Trong Phật giáo, có rất nhiều từ chỉ phiền não như tham lam, sân hận, ngu si, ngã mạn nghi ngờ tà kiến khi bạn bớt một ít lòng tham thì từ tâm của bạn sẽ tăng trưởng thêm một ít giảng một chút sân hận sẽ tăng một chút khoan dung tha thứ giảng một chút ngu si sẽ tăng thêm một chút trí tuệ giảng một ít lòng kiêu ngạo ngã mạn sẽ tăng thêm một ít khiêm tốn lễ độ giảng một chút nghi ngờ sẽ tăng thêm một ít niềm tin nếu bạn chuyển quá phiền não trên thành từ bi trí tuệ, niềm tin, khiêm tốn, tha thứ, bao dung, thì giặt trong lòng bạn chẳng còn nơi nào ẩn nấp. Khi đó, cửa lòng của bạn tự nhiên rộng mở. Khi đó, bức tường ngăn cách trong lòng người sẽ tự tiêu mất. Người với người sẽ thông cảm, hiểu biết nhau. Khi đó, bạn không phải bận tâm với việc mình sẽ bị cướp mất tài sản không bị khi dễ không còn giặt cướp để bạn nơm nớp lo sợ nữa tôi thường nói ai cũng là người tốt chẳng ai là người xấu cả tuy nhiên để xóa bỏ hoàn toàn tâm lý nghi ngờ đối với người khác là điều rất khó vì không ai có thể gặp nhau lần đầu đã tin tưởng nhau hơn nữa tâm lý con người cũng vô thường có thể do một nguyên nhân nào đó mà một người tốt có thể làm việc xấu nếu lúc nào bạn cũng bận tâm với việc đề phòng người khác, thì người khác cũng thế. Họ cũng đề cao cảnh giác với bạn. Từ đó, hổ ngăn cách trong lòng người ngày càng đầu sâu thêm. Đề phòng kẻ gian là tâm lý cần có. Tuy nhiên, chúng ta không nên nghi ngờ tất cả mọi người. Vì tin tất cả và hoài nghi tất cả đều lỗi lòng như nhau. Trong đối nhân sự thế, bạn cần có thái độ chân thành bạn phải luôn nghĩ rằng ai cũng là người tốt như thế bạn mới xây dựng được mối quan hệ tốt với mọi người trong thực tế có thể bạn không đề phòng hoài nghi người khác nhưng người khác vẫn nghi ngờ đề phòng bạn thì bạn không nên giận người ta khi đó bạn phải hiểu rằng sở dĩ họ làm như thế với mình là do trước đây họ đã bị quá nhiều người lừa rồi cho nên mới đề phòng như thế người như thế cần bạn quan tâm và thông cảm hơn nếu bạn biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ như thế thì hố ngăn cách giữa bạn và mọi người sẽ được lấp dần bằng tình yêu và lòng tin tưởng lẫn nhau từ đó bạn sẽ thấy con người đáng yêu chứ không đáng sợ như bạn từng nhầm tưởng vì thế nếu bạn muốn mình sống trong môi trường vui vẻ thoải mái thì trước hết bạn phải chuyển hóa phiền não trong lòng bạn trước hãy mở lòng ra với mọi người rộng kết duyên lành trong quan hệ con người chỉ cần chúng ta biết tôn trọng biết quan tâm đến người khác hiểu và tha thứ cho những lỗi lầm của họ phạm phải với lòng từ bi và khoan dung độ lượng gỡ bỏ bức tường ngăn cách trong lòng thì con người sẽ ngày càng xích lại gần nhau hơn. Được thế là bạn đã xây dựng tình hữu nghị chân thành thay cho bức tường ngăn cách lòng người. Quý vị và các bạn thân mến, đời người chỉ có một lần và mỗi chặng đường, mỗi thời điểm đều mang đến những trải nghiệm đặc biệt quan trọng. Trong cuộc hành trình đầy màu sắc này, không ai có thể tránh khỏi những cung bậc cảm xúc khác nhau từ niềm vui mãnh liệt cho đến nỗi đau thấm đẫm trong lòng nhưng giữa những biến cố và những thăng trầm của cuộc sống có một điều mà chúng ta không nên quên đó là hy vọng và niềm tin vào tương lai sống nửa đời về sau không chỉ đơn giản là sống mà là việc chúng ta dành thời gian để thực sự trân trọng và tận hưởng mọi khoảnh khắc mỗi giây phút quý báu đó là thời điểm để ta nhìn lại những gì đã trải qua những người đã gặp gỡ và những giá trị mà chúng ta đem theo trong suốt cuộc đời này sống nửa đời về sau cũng là cơ hội để ta chấp nhận bản thân mình với tất cả những đặc điểm tích cực và tiêu cực đó là lúc để ta học cách tha thứ cho bản thân và cho những người khác nữa để tiếp tục đi tiếp trên con đường của mình mà không bị gò bó bởi những quá khứ đau buồn nửa đời về sau cũng là thời điểm để ta tạo ra những mục tiêu mới những ước mơ mới và bắt đầu một trang mới trong cuộc đời điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ niềm tin vào bản thân và vào khả năng thay đổi của mình hãy tin rằng dù cuộc đời có thay đổi ra sao ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc và ý nghĩa trong mỗi ngày sống cuộc sống là một hành trình không ngừng nghỉ và nửa đời về sau là cơ hội để ta thực sự hiểu rõ giá trị của nó hãy sống hết mình yêu thương hết mình và không bao giờ ngừng mơ mộng đó chính là bí quyết để ta có thể sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn trong nửa đời còn lại điều thứ nhất là trong nửa đời về sau điều quan trọng không phải là chạy theo những mục tiêu lớn lao và thành công mà còn là khả năng trầm tĩnh sâu sắc nhìn nhận mọi tình huống đôi khi chúng ta có thể bị người khác hiểu lầm bị phê phán hoặc bị chỉ trích mà không có lý do đáng kể trong những thời điểm như vậy việc tránh tranh luận và giữ cho tâm hồn trở nên bình yên là điều cần thiết nhất cuộc sống không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng giải quyết những tranh cãi hoặc những sự không đồng ý có những vấn đề mà thậm chí cảm xúc và lý trí cũng khó có thể hiểu được một cách hoàn toàn trong những tình huống như thế việc giữ cho bản thân trầm tĩnh và không dồn dập vào cuộc tranh luận không chỉ giúp ta tránh được những xung đột không cần thiết mà còn tạo ra một không gian nội tâm để suy ngẫm và tự trấn an mình đôi khi sự im lặng không chỉ là sự thừa nhận của sai lầm mà còn là một biểu hiện của sự trí tuệ và sự tự chủ chúng ta không phải luôn chứng minh cho mình là đúng cũng như không phải luôn luôn cãi nhau để giành lấy lời nói cuối cùng bởi đôi khi sự thấu hiểu và lòng nhân ái mới là điều quan trọng nhất trong một cuộc giao tiếp và trong thực tế là có rất nhiều chuyện không thể nào đúng hoàn toàn hoặc là sai hoàn toàn cuộc sống không phải luôn luôn đen trắng mà thường là một loạt những màu sắc khác nhau từ sáng đến tối và trong những lúc như thế việc học cách trầm tĩnh và không tranh luận không chỉ giúp ta tạo ra môi trường hòa bình mà còn giúp ta hiểu rõ hơn về sự phong phú và đa dạng của cuộc sống này Thứ hai là trong nửa đời về sau, việc học cách cuối mình và chấp nhận sự bất đồng ý kiến là một kỹ năng mà chúng ta nên rèn luyện. Đặc biệt là khi đối diện với con cái của mình, những cuộc trò chuyện mâu thuẫn với bạn bè hoặc bất kỳ tình huống khó khăn nào khác, thay vì cố gắng thuyết phục hoặc là tranh luận, việc giữ cho tâm trạng bình tĩnh và tĩnh lặng có thể là một cách hiệu quả để giải quyết những tình huống khó khăn. Đôi khi việc cúi mình không phải là việc đầu hàng, mà là cách để ta thể hiện sự tôn trọng và sẵn lòng lắng nghe ý kiến của người khác. Thực tế chúng ta có thể học hỏi và phát triển từ những ý kiến đối lập. Việc chấp nhận sự khác biệt không chỉ là biểu hiện của sự thông cảm, mà còn là cơ hội để mở rộng tầm nhìn và hiểu biết của bản thân. Ngoài ra, trong những khoảnh khắc cô đơn và buồn bã, bạn có thể làm những công việc nhỏ như là lau nhà giặt đồ có thể là một cách tuyệt vời để giảm bớt căng thẳng và đưa tâm trạng về một trạng thái yên bình hơn trong những lúc lao động ta có thể tìm thấy sự yên tĩnh và suy tư để lắng nghe tiếng lòng và cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống này ta sẽ nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn việc giữ cho tâm trạng và suy nghĩ của mình được bình tĩnh để ta có thể đối diện với cuộc sống một cách bình thản và nhìn nhận mọi tình huống một cách tỉnh táo và chính xác nhất thứ ba là trong nửa đời về sau hãy nhớ rằng cuộc sống không phải là việc hối hận những điều trong quá khứ mà là việc ta đã học hỏi được những gì và đứng lên từ những sai lầm của quá khứ đó trên con đường dài của cuộc đời không có điều gì đảm bảo hơn việc ta sẽ gặp phải những quyết định khó khăn và những ngã rẽ đầy khắc nghiệt. Mỗi bước đi, mỗi sự lựa chọn đều đánh dấu một chặng đường mới. Và đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy hối hận về những quyết định đã từng được đưa ra. Dù ta có cảm thấy hối tiếc về những quyết định đã đưa ra, thì không nên để cho nỗi hối hận làm cho chúng ta mất đi niềm tin vào bản thân và khả năng thay đổi mỗi quyết định dù có đúng hay sai đều mang lại cho chúng ta những bài học quý báu và cơ hội để trưởng thành có thể có những lựa chọn mà chúng ta không hề mong muốn nhưng đôi khi đó lại là những duyên phận và nghiệp mà ta phải đón nhận đó là lúc chúng ta cần nhìn nhận cuộc đời một cách rộng lớn hơn và tin rằng mọi điều xảy ra đều có ý nghĩa của nó hãy tin rằng mỗi quyết định và mỗi ngã rẽ đều đem lại cho chúng ta những bài học quý báu và giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình thứ tư là trong nửa đời về sau điều quan trọng không phải là nghĩ suy quá nhiều mà là giữ gìn sự đơn thuần và tận hưởng từng khoảnh khắc trên hành trình của cuộc sống này chúng ta thường bị cuốn vào dòng xoáy của suy nghĩ lo lắng và áp lực sống đơn giản thật ra là một ân huệ mà trời cao đã ban tặng cho chúng ta đừng để những suy tư phức tạp làm mất đi niềm vui và sự hạnh phúc trong cuộc sống hãy tập trung vào những điều nhỏ nhặt xung quanh những điều đơn giản mà đem lại niềm hạnh phúc cảm nhận từng mùi thơm của một bữa ăn ngon nhận ra niềm vui của việc vận động cùng bạn bè và thưởng thức những khoảnh khắc vui vẻ khi chúng ta chuyện trò cuộc sống đâu chỉ là những khó khăn và lo toan mà còn là những khoảnh khắc đẹp đẽ và ý nghĩa mà chúng ta có thể tận hưởng được hãy tạo ra những khoảnh khắc đơn giản nhưng ý nghĩa và để cho trái tim mình được nhẹ nhàng không gò bó bởi những suy nghĩ phức tạp sống đơn thuần là biết trân trọng những điều nhỏ bé và tìm thấy niềm vui trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc sống thứ năm là trong nửa đời về sau đôi khi một sự thay đổi tự nhiên xảy ra trong tâm hồn và tâm trạng của chúng ta đã đến lúc chúng ta không còn thích những điều ồn ào và não nhiệt nữa mà tâm hồn chúng ta đang khao khát sự bình thản và yên tĩnh tâm thái bình thản không chỉ là một trạng thái tinh thần mà còn là một yếu tố quan trọng giúp cho cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ khi chúng ta giảm bớt căng thẳng và lo âu cơ thể sẽ trở nên cân bằng hơn đem lại sự lưu thông tốt hơn cho máu và năng lượng cho cơ bắp và bộ não quan trọng hơn tâm trạng bình thản giúp cho chúng ta tìm thấy hạnh phúc trong những điều nhỏ bé không cần phải dựa vào đời sống vật chất hay là tài sản để cảm thấy đầy đủ bởi vì cuộc sống thực sự đẹp đẽ khi chúng ta có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình yên và chân thành và không bị những áp lực ngoại vi làm mất đi sự thanh thản trong tâm hồn của mình và dù ta có ở trong hoàn cảnh dư giả hay là bần cùng tâm trạng bình thản vẫn là chìa khóa để mở ra cánh cửa của hạnh phúc thật sự bởi vì khi chúng ta có thể sống với lòng bình thản và biết trân trọng những gì mình có, cuộc đời trở nên đầy ý nghĩa và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thứ sáu, trong nửa đời về sau, đôi khi chúng ta cần phải học cách ngờ ngợt một chút để giữ cho tâm trí và tâm hồn mình luôn nhẹ nhàng và không bị gò ép bởi những suy tư và lo lắng không cần thiết. Có những chuyện không đáng để cho chúng ta quá quan tâm và đầu tư quá nhiều năng lượng vào đó. Đôi khi việc hờ hững một chút có thể giúp cho chúng ta giữ được sự bình tĩnh và tĩnh lặng trong lòng. Nếu một điều gì không cần phải làm rõ, không cần phải làm đau đầu, thì hãy cứ để nó từ trôi qua, để cho cuộc sống trở nên đơn giản và dễ chịu hơn. Cũng như không phải mọi người và mọi tình huống đều cần sự chú ý và quan tâm đặc biệt từ chúng ta đôi khi việc chỉ lướt qua những điều không quan trọng có thể giúp chúng ta tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những điều thực sự quan trọng và ý nghĩa hơn nữa trong cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải biết quá nhiều và nhớ mãi một cách hoàn hảo đôi khi việc biết cách quên đi những điều không cần thiết sẽ giúp cho chúng ta giữ được sự nhẹ nhàng và tươi mới trong lòng. Và cuối cùng, đừng quá khôn khéo và hoàn hảo đến mức quên mất đi sự dụng về và con người thật của chúng ta. Sự dụng về và những lúc lục lội cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống, giúp cho chúng ta học hỏi và trưởng thành từ những sai lầm và thất bại. Điều quan trọng là biết cân bằng và tìm ra được sự hài hòa trong mỗi khía cạnh của bản thân thứ bảy trong nửa đời về sau hãy thỉnh thoảng buông xả bản thân đặc biệt là khi đến với việc ăn uống hàng ngày thay vì cố gắng thỏa mãn mọi thèm muốn ẩm thực hãy tập trung vào việc cung cấp cho cơ thể những loại thực phẩm tươi mát bổ dưỡng như trái cây rau quả và thực phẩm lành mạnh đối với những người đã bước vào tuổi xế chiều, việc chăm sóc sức khỏe trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thân thể đã trải qua nhiều sóng gió của cuộc đời, và để tiếp tục đi đến mục tiêu, cần phải giữ cho cơ thể phì nhiêu và khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là cần có một chế độ ăn uống cân đối và lành mạnh, không chìm đắm trong những món đồ ăn nhanh chóng và không lành mạnh. Tuy nhiên đừng quá gò ép bản thân trong việc ăn uống thưởng thức mọi hương vị của cuộc sống là điều quan trọng nhưng phải trong sự chừng mực đừng để bản thân trở nên căng thẳng và áp lực với việc kiểm soát từng calor và từng miếng thức ăn hãy tận hưởng những bữa ăn cùng gia đình và bạn bè và biết cân bằng giữa việc ăn uống lành mạnh và việc thưởng thức ẩm thực khi ta làm như vậy tâm hồn và thể xác của chúng ta sẽ trở nên thanh thao hơn giúp chúng ta tiếp tục một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc trong nửa đời về sau thứ tám là trong nửa đời về sau hãy thường xuyên chia sẻ niềm vui và hạnh phúc cho mọi người xung quanh mình bởi chúng ta nhận được những gì chúng ta trao đi điều quan trọng không chỉ là nhận được sự chúc phúc mà còn là việc truyền đi những điều tốt đẹp và ý nghĩa cho người khác đối với người khác cách chúng ta đối xử sẽ quyết định cách họ đối xử với chúng ta vì vậy hãy luôn trao đi những điều tốt đẹp và ý nghĩa và chắc chắn rằng những điều tốt nhất sẽ trở về với chính ta hãy thường xuyên chúc phúc cho bạn bè con cháu của mình thậm chí là cả những người xa lạ một lời chúc phúc nhỏ nhưng chân thành có thể làm cho người đó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và trong khi làm như vậy, bạn cũng sẽ nhận ra rằng mình cũng đang được dâng lên trong lòng giàu dạng những niềm vui và hạnh phúc. Chia sẻ chúc phúc không chỉ là hành động tốt đẹp mà còn là một cách để tạo ra một cộng đồng đầy yêu thương và sự ấm áp. Hãy dành một phút để nghĩ về những điều tốt lành và chúc phúc cho người khác. Và bạn sẽ thấy cuộc sống trở nên đẹp đẽ và ý nghĩa hơn rất nhiều đời người ngắn ngủi không dài sống sao có ít đêm ngày không lo áo cơm vật chất dày dò một dòng lẩn quẩn khổ cho kiếp người tham lam keo kiệt sinh thời làm sao đến được cõi trời mãi sau đam mê danh lợi sang dầu tạo thêm chuyên nghiệp giấy vào tẩm thân Mây này nhắm mắt lìa trần Hồn đến địa ngục Mắt dần sáng ra Thấy rồi lòng mới xót xa Nhận ra đã muộn án tra ngục hình Làm thiện được phước theo mình Kiếp sau sẽ được tái sinh sang giàu Hồng ân tam bảo bao la Pháp quan soi chiếu thân ta an lành Quý vị và các bạn thân mến trên con đường của cuộc sống chúng ta thường gặp phải những nỗi khổ và thử thách khó khăn nhưng đôi khi để vượt qua những nỗi khổ đó chúng ta cần thấu hiểu và hiểu rõ nguyên nhân và hậu quả của chúng những nỗi khổ có thể đến từ nhiều nguồn gốc khác nhau từ mất mát thất bại đau khổ trong tình yêu đến những áp lực và stress trong cuộc sống hàng ngày để vượt qua những khó khăn này chúng ta cần dũng cảm đối diện với chúng không tránh né hay phủ nhận mà thay vào đó là nhìn thấu và chấp nhận chúng khi chúng ta nhìn thấu những nỗi khổ chúng ta có thể tìm ra những bài học quý báu từ đó những thử thách và đau khổ giúp chúng ta trưởng thành mạnh mẽ hơn và hơn hết là học được cách đối mặt và vượt qua những thử thách trong tương lai Hãy nhớ rằng không có cuộc sống nào hoàn hảo và mỗi người đều phải trải qua những khó khăn riêng của mình. Quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện và xử lý những nỗi khổ đó như thế nào. Hãy tin rằng sau mỗi bão táp là bầu trời xanh và sau mỗi khó khăn là một cơ hội mới để trưởng thành và thành công. Sau đây là những bài học, thứ nhất là không vượt qua thất bại trong cuộc sống thất bại là điều không thể tránh khỏi và là một phần không thể thiếu của hành trình của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua ít nhất một lần thất bại và đôi khi thậm chí là nhiều lần. Nhưng điều quan trọng không phải là số lần chúng ta gục ngã mà là khả năng đứng dậy sau mỗi lần dấp ngã đó. Những người thành công nhất thường là những người đã trải qua nhiều thất bại nhất họ không sợ thất bại mà họ biết cách học hỏi từ mỗi sai lầm và mỗi thất bại để trở nên mạnh mẽ hơn đó là sức mạnh của việc biết đứng dậy sau mỗi lần gục ngã đừng bao giờ tự rơi vào lòng thương hại hay là tự trách mình quá mức sau mỗi lần thất bại cuộc đời của bạn là do chính bạn quyết định và bạn có khả năng lựa chọn con đường mà mình muốn đi đừng chờ đợi ai đến cứu giúp mà hãy tự tin bước đi và đối mặt với thử thách dù có bao nhiêu lần gục ngã đừng bao giờ từ bỏ hy vọng và niềm tin vào bản thân mình quãng đời phía trước vẫn đầy hứa hẹn và cơ hội mới đang chờ đợi bạn hãy tin rằng sau mỗi đêm tối là bình minh mới và sau mỗi thất bại là một cơ hội mới để bắt đầu lại và thành công hơn thứ hai là không thể nhìn thấu chính mình. Khi ta không thể nhìn thấu chính mình, ta rơi vào một dòng lẫn quẩn, một vùng đất mù mịt, nơi mà ta mất phương hướng và không thể nhận ra những vết thương sâu thẳm trong lòng mình. Mỗi lần chúng ta đấu tranh, mỗi lần vật lộn với cuộc sống, những vết thương trong tâm hồn lại càng trở nên vô cùng ẩn giấu và khó thế nào nhận biết được. Đằng sau sự náo nhiệt và dội dã của cuộc sống hàng ngày, thực sự là những nỗi khổ lớn mà chúng ta thường lãng quên hoặc từ chối nhìn thấy chúng ta thường cho rằng mình hiểu rõ bản thân nhất nhưng thực tế đó lại là điều khó khăn nhất nhìn thấu chính mình không chỉ là việc nhìn vào bề ngoài mà còn là khám phá và hiểu biết về phần sâu thẳm của tâm hồn đó là hành trình khám phá bản thân nhận biết và chấp nhận những khía cạnh kỳ lạ và đau khổ trong lòng mình chúng ta có thể cảm thấy lạc lõng và cô đơn nhưng đừng bao giờ từ bỏ bởi vì chỉ khi ta nhìn thấu được chính mình ta mới có thể đối diện với những thử thách của cuộc sống một cách thực sự tự tin và mạnh mẽ hơn hãy dũng cảm bước vào hành trình khám phá tâm hồn của mình và ta sẽ tìm thấy điều quý giá nhất sự tự chấp nhận và sự bình an bên trong cuộc đời là một hành trình đầy bất ngờ và khó lường có những khoảnh khắc mệt mỏi và mệt nhọc khiến ta không thể nhìn thấy niềm vui sau những nỗi buồn nhưng giữa biển người xa lạ vẫn tồn tại những tấm chân tình bao la đang chờ đợi để ta khám phá và trải nghiệm dẫu cuộc đời có những gian khó và thách thức nhưng đừng bao giờ mất đi niềm tin và hy vọng hãy tin rằng sau mỗi đêm tối sẽ là ánh bình minh mới và sau mỗi cơn mưa sẽ là cầu dòng rực rỡ. Hãy dũng cảm đối diện với những khó khăn và hãy nhớ rằng đằng sau mỗi vấn đề là một giải pháp và đằng sau mỗi đau khổ là một bài học quý giá. Thứ ba, luyến tiếc quá khứ. Nếu như ta mãi miết sống trong những tiếc nuối, luyến tiếc sự ưu việt của bản thân trong quá khứ, chúng ta sẽ bị mắc kẹt trong dòng xoáy của những nỗi buồn và hối tiếc luyến tiếc những sự việc không tới nơi tới chốn đã từng làm những hư vinh và những tiếng vỗ tay đắc thắng chỉ làm cho ta cảm thấy dằn vặt và không yên dễ dàng bị quá khứ đeo đuổi nhất là khi ta nhìn lại những ngày tươi đẹp đã qua chúng ta luyến tiếc những kỷ niệm dù chúng chỉ còn như xương khói và những điều chưa thể làm dù cơ hội đã trôi qua ta cũng hay luyến tiếc danh tiếng và những tiếng vỗ tay đắc thắng dù biết rằng tất cả chỉ là hư vinh nhưng sống trong luyến tiếc chỉ khiến cho chúng ta trở nên mất đi sức mạnh và ý chí để tiến lên phía trước thay vì sống trong quá khứ hãy tận hưởng hiện tại và tạo ra tương lai tươi sáng hãy học từ những kinh nghiệm của quá khứ nhưng đừng để chúng làm cho ta mất đi khả năng sống và trải nghiệm cuộc sống hiện tại hãy buông bỏ và tiến lên phía trước, vì chỉ có như thế ta mới thực sự sống đúng nghĩa của cuộc đời này. Ngày hôm qua chỉ là một cơn mưa, mưa mãi rồi cũng sẽ tạnh. Và ngày hôm qua cũng chỉ là một cuốn phim, phim xem qua rồi thì cũng hết. Nhưng luyến lưu quá khứ đó mới là điều khiến ta cảm thấy khó lòng tiếp tục. Sống trong luyến tiếc quá khứ đồng nghĩa với việc bỏ qua hiện tại bỏ qua những cơ hội đang đứng trước mắt ta mỗi ngày đều là một ngày dai dứt và đôi khi chúng ta phải chấp nhận rằng có những thứ không thể giảng hồi được có những chuyện không thể thay đổi được có những lời nói ra rồi không thể thu lại được luyến tiếc quá khứ chỉ làm mất đi sự tập trung và năng lượng của ta đối với hiện tại và tương lai đừng để những mây mù luyến tiếc che phủ con đường trước mắt hãy nhìn về phía trước và tập trung vào những gì quan trọng nhất trên hành trình tiếp theo của cuộc đời chỉ khi ta hướng về phía trước ta mới có thể tận hưởng sự thịnh vượng và hạnh phúc đích thực thứ tư là không biết buông bỏ việc không thể buông bỏ những người và sự việc đã đi xa không dứt bỏ được những mặc cảm và tội lỗi trong quá khứ là như mang theo tảng đá khi đi trên con đường dài dạng dặm của cuộc đời. Thật khổ, thật mệt khi ta không thể giải thoát bản thân khỏi gánh nặng của quá khứ. Buông bỏ ở đây không chỉ là từ bỏ vật chất và bạc tiền, mà còn là từ bỏ những tâm sầu phiền muộn và mặc cảm. Nếu ta không thể buông bỏ những loại nghi tâm ấy, chúng ta sẽ dần dần đầu độc tâm hồn, khiến cho mỗi ngày của ta trở nên quốc ức và không yên bình nhưng đôi khi việc buông bỏ không phải là điều dễ dàng nó đòi hỏi sự dũng cảm và quyết tâm từ bên trong của chúng ta nhưng khi ta dám đối diện với quá khứ dám chấp nhận và tha thứ cho chính mình và người khác thì ta mới thực sự giải thoát bản thân và bước tiếp vào tương lai với trái tim nhẹ nhàng và tinh thần thanh thản hãy để những gánh nặng của quá khứ qua đi và hãy sống hạnh phúc và tự do trong hiện tại. Buông bỏ là một cách dạy của Đức Phật giúp con người rủ sạch bụi trần để họ có thể trở về với bản tính thuần khiết và hậu thiện nhất của mình. Tương tự như việc không thể buông xả cũng giống như những người lữ hành đi qua đường dạng dặm mang theo trên vai một tảng đá nặng nề. Bạn có thể tưởng tượng một người lữ hành với trên lưng mình cố cả một tảng đá, cố gắng tiến lên trên con đường dài dạng dặm của cuộc đời. Nhưng làm sao có thể đạt được mục đích cuộc đời nếu mỗi bước chân đều bị ràng buộc bởi những gánh nặng, những ràng buộc của quá khứ? Buông bỏ là một hành động dũng cảm và sự chấp nhận và tha thứ cho mọi điều, mọi người và cho chính bản thân mình. Nó giúp ta giải thoát khỏi gánh nặng của quá khứ để ta có thể bước đi nhẹ nhàng và tự do trên con đường của mình. Chỉ khi ta biết buông bỏ, ta mới có thể thực sự tận hưởng cuộc sống và tiến xa hơn trên hành trình của mình. Sống ở đời thật không đơn giản. Những gam màu tối sáng, mông lung, dẫm chân vào chỗ khốn cùng, một chùm cái đắng, đẩy đùng cơn mê. Sống ở đời lối về chật hẹp, oán trách nhau, bắt tép nuôi cò đêm sâu gậm nhấm nỗi lo giận hờn rõ khổ cẳng giò rung rung sống ở đời ung dung tự tài bọn chen chi hoang hoải tâm hồn xó bì cao thấp thiệt hơn mảy may chấp giá Giang lơn đổ dời sống ở đời buông lơi cảm xúc cởi mở nhau giây phút lên tiên xa qua phù phiếm ưu phiền khen ai buông bỏ xỏ xiên nực cười sống ở đời đua đòi chi nữa bến già đua thuyền giữa biển khơi ngẫm thương ngắn ngủi phận người những ngày hoa mộng đẹp tươi ơn trời sống ở đời thảnh thơi nhẹ nhõm xô đẩy nhau lồi lõm muôn nơi vô hình trói buộc rụng rơi sợi dây lẫn quẩn tàn hới cuối mùa. Sống ở đời, gánh đua ẩn dấu, chút hoài nghi, nung nấu cuối đầu. Hẹp hòi oán hận nghìn câu, ai trèo cho hết đỉnh cao bao giờ. Sống ở đời, hồng hơ buông bỏ, hạnh phúc gieo lấp ló chân mây, ngập ngừng chạm ngõ mỗi ai, hương yêu kết trái dạng ngày bỏ buông.